quay. Đây là cảnh tuyết đầu mùa này các bạn. Xe của mình đang chờ qua đèn đỏ thì sẽ chạy đi thẳng tới. Và như các bạn thấy ở phía bên tay phải mình mà xéo xéo phía trước cái cửa kính đó các bạn, thì các bạn thấy lá cờ và những con người đang đứng trên một cái khoảnh đất mà phủ đầy tuyết trắng như vậy đó các bạn. Thì ở góc đường này người ta muốn cho mọi người ai mà chạy xe ngang qua đều thấy rõ rằng là có một cái vấn đề hoặc một sự kiện gì đó mà người ta đang muốn trình bày với tất cả mọi người. Và đó là cái vấn đề người ta không ưa thích. Dù là có tuyết nhưng trời cũng rất là đẹp ha các bạn. Các bạn hãy nhìn lên bầu trời kìa. Bầu trời thì trong xanh, mây trắng bao phủ. Rồi cảnh tuyết ở trên mặt đất thì lại màu trắng xóa nữa. Trông rất là đẹp ha các bạn ha. Quay hình ảnh video trong lúc này á thì quá là tuyệt vời, nhưng các bạn cũng không nên ỷ y nha các bạn. Không có dừng, không là 30, không có dừng. Mắc thêm nữa, qua cái dịch này xong đóng thế còn mắc thêm nữa. Trở lại với mình nha các bạn. Thì tại sao mình nói với các bạn là không nên ỷ y? Bởi vì khi mà mình thấy trời trong xanh như vậy đó thì nó có nắng, cho nên là mình thấy cái bầu trời nó tỏa sáng lên như vậy. Nhưng mà trời rất là lạnh nha các bạn. Phải là mặc ấm không thôi là chết cống đó. Thì mỗi khi mà vào đông, hiện thời giờ cũng chưa phải là mùa đông nữa các bạn, mới là mùa thu thôi, nhưng mà tuyết như vậy rồi lạnh đó, thì người dân Canada các bạn ai cũng đã chuẩn bị để mà đi chích flu shot, có nghĩa là chích ngừa cảm cúm đó các bạn. Thì có bạn nào đã đi chích ngừa chưa? Và tất cả mọi người đều phải đi chích ngừa. Bởi vì là khi tới mùa lạnh thì cái dịch cảm cúm thông thường mỗi năm thì cũng rất nguy hiểm nha các bạn. Cho nên là tốt nhất là phải đi chích ngừa. Năm nay cũng khác với mọi năm nữa các bạn. Thì mình phải là book hẹn trước, có nghĩa là đặt hẹn trước. Rồi đúng cái giờ đó thì mình mới được đến. Hoặc mình đến sớm hơn chút xíu rồi mới cho mình vào ha các bạn, chứ không có mà ngồi một đống đông người như thời những năm trước nữa. Đó, thì mình đang chờ để đến lượt được vào chích ngừa. Thì ở chỗ của mình á thì chích ngừa miễn phí, không có tốn tiền, bởi vì có healthcare, ở Canada có healthcare. Chích ngừa xong thì mình là sẽ đi mua vịt quay. Oh my god. Đi mua vịt quay. Nói nay tự làm như bất kinh. Bây giờ một hộp cơm 10 đồng gửi nữa nha. Dữ vậy hả? Mấy món? Hai món thôi à. Quá xá rồi. Trời ơi, cái gì cũng lên giá hết rồi, mắc thấy mụ nổi bây giờ. Nguyên con vịt của em 29 đồng 40 cent á. Hả? Trời ơi má ơi, 30 năm trước đâu rồi, 29... một con 6 đồng. Mấy người đó vô lại nhái. Hồi xưa nó 30 năm trước một con có 6 đồng, bây giờ một con 29 đồng. Trời ơi. Bà là bán đắt quá dẹp luôn rồi. Bán đắt quá dẹp. Rồi sao? Hộp cơm cho gà với vịt với một lon nước ngọt. Có lon nước ngọt nữa. Có lon nhỏ 10 đồng người. Trời, nước ngọt đâu bao nhiêu đâu trời. Thì nó phải làm giống như chúng ta lunch vậy đó. Sao mắc thôi, bởi mình mua về mình ăn vậy đó trời. Giờ cái cơm đâu có gạo cải đâu.
con gà cũng không có. Thằng này nó phải luộc một cọng cho mình, phải không? Về một cái xước 10 đồng rưỡi quá sao mắc. Nói đi. Thôi. Nói cái vụ hộp xà tế kìa. Còn mắc hơn à. Nữa còn... hộp xà tế kìa sao. Muốn ăn xà tế nữa, muốn để xà tế nữa. Hộp nhỏ xíu 75 cent. Cái hộp đó, đó cỡ khoảng có nửa muỗng cà phê hay một muỗng cà phê cái dầu xà tế thôi á. Thôi nó cái gì cũng mắc hết, cái gì cũng muốn tiền hết. 75 cent. Ta xin nhiều quá, xin nó quạo lên. Thôi không cho nữa bây giờ. Muốn là phải mua 75 cent. Không nhỏ. Dòng viên không ai xin, không ai xin hết luôn. Mặt qua cái gì cũng là giá hết. Rồi, về về. Một ổ bánh mì không hồi xưa bán có 95 cent. Một ổ đó ba người ăn không hết nữa. Bây giờ nhiều rồi. Đồng 78 cent. Dạ. Mình có làm một cái video la làng la sớm. Cổ bánh mì không phải là la làng la sớm. Wow luôn, mắc rồi. Chừng nước nó còn mắc thêm nữa. Qua cái dịch này xong đồng thế còn mắc thêm. Ok, bye bye các bạn. Tạm biệt đi, mời về các bạn quay với Bắc Kinh nhìn cơ chứ. Lâu không ăn. Tự làm ở ngoài ăn cũng mắc lắm. Món bao nhiêu? Cũng là 30. Rồi thì mua đồ sẵn ở nhà này. Ba người ăn, ăn cho lạ luôn, dư nữa. Còn là cái ra ngoài ăn thì không có dư. Cũng là 30 mà không có dư. Tự làm thì cũng là 30 mà có dư. Vậy thôi. Ăn được nhiều thứ. Ok. Ok, thank you. See you next time. Gặp lại kỳ sau các bạn. Bye bye.